Rồi, theo chân mình đi bắt ốc sên nha bạn. Đây 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 đây. Trời ơi, đây có một con này các bạn. Wow, nguyên con ốc sên mày xanh lá cây, mày xanh lá cây luôn nha các bạn. Ồ, nó đang bò đây đâu đây các bạn. Tính đang bò đi dạo này các bạn. Wow, sên đá quá trời đá luôn. Ồ, to quá. Bây giờ mình sẽ động nó thêm nha. 1 2 3. Vừa động tục đầu vô luôn nè các bạn. Wow, những chú ốc sên này. Quá đã rồi. Wow, bác. Ôi, đây. Nó đang ăn chai reo này nè, cho vô vỏ luôn nha các bạn. Quên một con ốc sên mèo xanh lá cây. Tiếp tục đi bác các bạn à. Tiếp tục đi bác ốc sên nha. Wow, ngay đây có một con ốc sên nè các bạn. Đây là một con ốc sên mèo nâu này các bạn. Ồ, thấy chưa? Nó đang ăn cây reo của mình này các bạn. Đó, wow. Đây đây đây, nè nè, đó, bạn thấy chưa? Động tịt đầu vô nè các bạn. Đó. Động tịt đầu vô luôn nè. Wow. Mình sẽ cho vô vỏ luôn nha các bạn. À. Mình được một con, hai con ốc sên luôn rồi nha. Hai con ốc sên nha các bạn. Rồi, tiếp tục đi theo chân mình bắt những chú ốc sên bự. Đây đây. Đây có một con ốc sên nữa nè nha các bạn. Đó. Con lại đang làm gì đây? Con ốc sên đây là con ốc sên mèo đỏ nha các bạn. Wow, mèo đỏ, ốc sên mèo đỏ các bạn. 1 2 3. Mình mới đụng tục đầu vô luôn rồi các bạn. Đó. Bắt ốc sên các bạn. Wow. To các bạn. Mình đang có một con, hai con và ba con ốc sên nha các bạn. Rồi, tiếp tục thì theo chân mình đi bắt ốc sên tiếp nha các bạn. Wow, đây 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 đây. Chỗ đây con gì đây? Mình có con một con ốc sên mèo đen luôn nè các bạn. Đây nè các bạn. Đó, đang chui dưới đây nè các bạn. Họ vừa thấy tem mình là tục đầu vô luôn rồi các bạn. Vừa thấy tục đầu vô đó các bạn à, thấy nó đang bò vô, đang tục vô nè các bạn. Ba đó, động càng tục vô luôn nè các bạn. Đó, thấy chưa? Ốc sên to ghê các bạn ơi. À, sao con ốc sên đây mẹ đen vậy? Mình có 1 2 3 và 4 con ốc sên luôn nha các bạn. Đó. À, tiếp tục mình sẽ theo chân mình để bắt tiếp con ốc sên nha các bạn. Đó, đây 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 đây. Ngay chỗ đây nó có một con ốc sên nữa này các bạn. Đó. Con ốc sên này là con ốc sên mèo nâu này các bạn. Đó, nó đang lòi cái đầu ra đó các bạn à. Ồ, đây bắt nó luôn, tục đầu vô luôn rồi các bạn. Ồ, đây mình sẽ bỏ vô vỏ của mình nha. Rồi, bắt đầu mình sẽ đếm nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, nem con ốc sên bạn, nem con ốc sên luôn. Rồi, đây, tiếp tục. Đây, họ có một con ốc sên này các bạn, to ghê thiệt. Đố các bạn con ốc sên này, mày về con ốc sên này, con ốc sên mèo đỏ nha. Nguyên một con ốc sên mèo đỏ đang ăn cây reo. Đó, nó đang ăn cây reo này các bạn, nó đang kéo vô này. Đó, thấy chưa, ăn mạnh ghê chưa. Đó, đây mình sẽ quay cận cho các bạn xem. Đó, nó đang ăn cây bự luôn các bạn à. Mình sẽ đụng nó bấm lì đục đầu vô các bạn. Wow, con sên này bự ghê các bạn. Wow, bự bằng bàn tay của mình luôn này các bạn. Sên to quá. Cho vô vỏ luôn nha các bạn. Rồi, bắt đầu mình sẽ đếm con ốc sên nha các bạn. Nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 con ốc sên nha các bạn. Bây giờ mình được 6 con ốc sên rồi. Rồi, tiếp tục theo chân mình đi bắt ốc sên tiếp nha các bạn. Đây. Wow, wow các bạn. Chỗ đây mình có 2 con ốc sên luôn. Bạn thấy chưa? Một con ốc sên màu đỏ nè. Một con sên màu đỏ nha các bạn. Vừa động tục đậu vô luôn rồi các bạn. Wow, con ốc sên màu đỏ nhỏ hơn. Con đây con ốc sên màu đỏ bự nè các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ bắt con ốc sên màu đen luôn các bạn. Nó đang ăn cây reo của mình nè các bạn à. Bắt luôn con ốc sên màu đen nha các bạn. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ đếm chú ốc sên nè các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 con ốc sên nha các bạn. Rồi 8 con ốc sên. Bắt đầu bây giờ mình sẽ tiếp tục để bắt ốc sên. Mình được 8 con ốc sên rồi các bạn. Đây những chú ốc sên nhỏ. Được 8 con ốc sên rồi, tiếp tục để bắt ốc sên nha các bạn. Wow, ngay chỗ đây mình cứ xuống.
mình có một con ốc sên mèo xanh nha. Đây nữa nha bạn. Đây. Wow. Có một con ốc sên mèo xanh lá cây nha các bạn. Đó, nó đang bò nè các bạn. Đó, cái đầu nó nè mà đụng là vừa động là tụt đầu vô luôn nha các bạn. Wow. Đây là con ốc sên mèo xanh lá cây. Đó, bắt đầu mình sẽ bỏ vô vỏ luôn nha các bạn. Thấy chưa? Quá trời đã luôn. À, bây giờ mình sẽ đếm ốc sên nha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9 con ốc sên. 9 con ốc sên, mình chỉ cần một con ốc sên nữa là đủ 10 con ốc sên luôn nha các bạn. Wow, quá là đã luôn. Tiếp tục, mình sẽ dẫn các bạn đi bắt ốc sên. Không còn ốc sên nào nữa rồi các bạn à. Hết ốc sên luôn. Wow, đây, 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 đây. Trời các bạn, đây, đây, đây. Mình chỉ có một con nữa này. Một con ốc sên mà xanh lá cây nữa nên trốn ở đây mình không thấy được. Vậy là mình được 10 con ốc sên luôn nha các bạn. Wow, đã quá ha. Nó đang ăn cây reo nè bạn. Này, con này mình quay hai lâu lâu xíu nha. Đó. Đó, coi nó đang ăn cây reo nè bạn. Đó, nhìn cái đầu của nó nè bạn. Wow. Hình như nó thấy mình hay sao á. Nó thấy mình, nó thụt đầu vô luôn rồi. Đó các bạn. Đó, trốn ở đâu mà được mà trốn. Đó, quyền bài luôn, 10 con ốc sên luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt nó. Bắt nó luôn vô. Được bao nhiêu con ốc sên nào? Rồi, bắt đầu đếm cùng mình nha. Rồi, cho nó chạy vàng thế đây nha các bạn. Đó. Cho những chú ốc sên chạy vàng đây này đó. Nguyên một vòng tròn luôn. Cũng một vòng tròn luôn. Wow. Wow. Đó các bạn, đó, bắt đầu mình sẽ tính từ cái con mèo xanh đây luôn các bạn. Một con nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín nè, 10 con ốc sên nha các bạn. Wow, 10 con ốc sên rồi. Quá trời đã luôn. Ốc sên nhiều quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ coi thử còn con ốc sên nào lạc bài không nha các bạn. Mình đã có 10 con ốc sên rồi. Quá tuyệt đẹp luôn. À, mình sẽ tính được mấy con ốc sên mèo đỏ đây. Bao nhiêu con ốc sên mèo đỏ các bạn? Nè, một con này, hai con, ba con ốc sên mèo đỏ nha. Rồi, bao nhiêu con ốc sên mèo xanh này? Mèo xanh lá cây này. Một này, hai này, ba con ốc sên mèo xanh lá cây nha. À, bao nhiêu con ốc sên mèo đen này? Đó, một này, hai con ốc sên mèo đen. Và có bao nhiêu con ốc sên và có bao nhiêu con ốc sên màu nâu ta? À, hai con, một con, hai con nha các bạn. Wow, quá trời. Nhiều ốc sên quá các bạn ơi. Rồi, nay dẫn bạn đi bắt ốc sên nha các bạn. Wow, 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 chỗ đây có một con ốc sên đang ăn reo này các bạn à. Đó, thấy chưa? đây. Cái đầu trường dài ghê chứ bạn. Đó, đang ăn lá cây nè các bạn. Đó, miệng nó đang ăn lá cây này nha. Đụng đầu nó thử coi. Bấm tụt đầu vô liền đó các bạn. Wow, wow, một con ốc sên mèo nâu nữa các bạn. Đây, vô bỏ vô vỏ luôn ạ. Wow, chỗ đây con ốc sên nhỏ chui vô luôn đây nào rồi ta. Tiếp tục mình sẽ đi bắt tiếp ốc sên nha các bạn. Wow, wow, wow. Ngay chỗ đây nó có một con ốc sên mèo đỏ này các bạn. Đó, thấy chưa? Vì một con ốc sên mèo đỏ luôn, nó đang giờ cái sừng ra này các bạn. Đó. Nó vừa động tục đầu vô rồi các bạn. Đó, đây ốc sên mèo đỏ nha các bạn. Wow, một con ốc sên mèo đỏ. Rồi, cho vô vỏ luôn nha các bạn. Đó. Đó, mình được hai con ốc sên bự rồi nha các bạn. Wow, ngay chỗ đây bạn. Đó, 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 thấy không? Đó. Ngay chỗ đây có một con ốc sên này các bạn. Đó, thấy chưa? Ồ, tụt đầu vô rồi mất rồi các bạn. Đó, bấm. Vừa động tụt đầu vô luôn các bạn. Thấy chưa? Wow, 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 wow. Đó, lù đầu ra các bạn. Đó. Ồ, ghê, ghê, ghê. Đó, cái đầu của sừng nó này các bạn. Đó, cái miệng của nó này các bạn. Ồ, ồ. Đó, cái miệng của nó đó. Là chuẩn bị ăn cái đeo của mình. Đó, đó. Wow. Nó đụng cây cỏ mà tưởng như mình đụng nó tụt đầu luôn các bạn. Cho vỏ luôn các bạn. Wow, đây.
Được hai con ốc sên đó các bạn, ba con à bạn, một con, hai con, ba con ốc sên luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ dẫn các bạn đi bắt ốc sên nha các bạn. Ngay chỗ đây có, wow, một con ốc sên bự nè các bạn. Wow, nó đang lòi ở đầu ra nè các bạn. Đó, thấy chưa? Wow, con này bự ghê đấy. Quá trời bự luôn rồi. Nó chuẩn bị trường ra ăn ăn cây reo nè các bạn. Đó. Wow, quá đã luôn. Wow. Đó, cái đầu nó bự ghê chưa các bạn. Như nó có đĩa trứng này sao á. Nó đang ăn cây reo nè các bạn. Đưa reo cho nó ăn thử, nó ăn không nha các bạn. Đưa reo cho nó ăn nè các bạn. Ồ, ngậm luôn các bạn. Ngậm luôn cái reo của mình luôn đâu. Dữ vậy. Tụt đầu vô luôn không. Rồi vừa động tụt đầu vô luôn không. Cho vỏ luôn nha các bạn. Đó, wow, có một con ốc sên nhỏ đây nữa nè các bạn. Một con, hai con, ba con, bốn con ốc sên luôn nha các bạn. Được bốn con ốc sên rồi. Tiếp tục mình sẽ đi bán ốc sên các bạn. Ốc sên ban ngày nhiều quá các bạn. Đây. Trời ơi. Wow. Đây một con ốc sên nè các bạn. Đó, con ốc sên mình nâu nè các bạn. Nó đang trò ra nghe tiếng sao không, nghe tiếng tục vô vô rồi bạn, nghe tiếng tục đầu vô rồi. Wow, con sên bự luôn. Cho vỏ các bạn. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con các bạn. Con này nhỏ chút xíu nữa xéo con luôn nè. Thấy chưa. Tiếp tục mình sẽ dẫn các bạn đi bắt sên. Ôi, chỗ đây ngay chỗ đây có một con sên nè các bạn. Đó, thấy chưa. Một con sên nhỏ chút xíu đang bò nè các bạn. Đó. Động tục đầu vô bạn. Đây con nhỏ bằng con tay cái của mình nha các bạn. Đó. Tôi vỏ nè các bạn. 1 2 3 4 5 xéo con ốc sên các bạn. Ngang chỗ kia có một con ốc sên mèo gì đây. Wow. Con sên mèo gì đây các bạn? Một con ốc sên xanh lá cây. Trùng như lá cây đây nè, em không thấy nó tụt đầu vô rồi bạn. Đó, đang bò rồi thấy mình tụt đầu nè. Hai ba ô tụt đầu vô rồi. Wow, cho vỏ luôn nha. Rồi, được bao nhiêu con ốc sên mình đếm thử nha. Một con này, hai con này, ba con, bốn anh em xéo bẻ con với con ốc sên nhỏ chút xíu đây nữa là tám con nha các bạn. Wow, tám con ốc sên. Rồi, tiếp tục để bé ốc sên nha các bạn. Wow, chỗ đây có hai con ốc sên nè các bạn. Đây, hai con ốc sên đây. Wow, một con ốc sên mình đâu với là một con ốc sên mình xanh lá cây. Đang đi đâu này thử. Đây. Còn con ốc sên mình đâu nè các bạn. Đó. Một con ốc sên mình đâu đây. Đó, đang đi đâu đây các bạn. Đó, thấy chưa. Lầy ghê là đụng đầu không tục luôn các bạn. Con này lầy nè. Đó, chuẩn bị lùi ra, chuẩn bị lòi đầu ra nè các bạn. Wow. Hai cái sừng trước các bạn. Hai cái sừng nè. Thêm hai cái răng nữa, có miệng của nó lù ra nữa nè các bạn. Thôi, bắt đầu cái đá. Wow, con này bự, mập, trời vỏ luôn bạn. Rồi. Con ốc sên mè xanh lá cây đây là trốn nè các bạn. Nghe tiếng là sợ rồi, nghe tiếng là sợ rồi. Tục đầu vô rồi các bạn. Đó, thấy chưa. Quá tạ vì quà con xin mày xanh lá cây. Sao có mày xanh lá cây đây các bạn. Tôi vô vỏ luôn. Bây giờ mình sẽ đếm thử bao nhiêu con nha các bạn. Một con này, hai con này, ba con này, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín con. Con xin nhỏ chút dưới là con thứ 10 luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Được 10 con xin rồi. Tiếp tục theo chân mình đi bé cáo xin thôi. Wow. Ngay vô đây có một con ốc sên mèo đỏ bự rồi. Nè các bạn, một con ốc sên mèo đỏ bự luôn. Tuyệt vời quá tuyệt vời rồi. Nghe tiếng mình tụt đầu các bạn à. Con này nghe tiếng mình tụt đầu nè. Đó. Giờ động tụt vô luôn bạn. Wow, con này bự ghê các bạn. Wow, to nặng luôn nè, bằng tay của mình luôn nè các bạn. Đó, rồi cho vỏ luôn. Rồi tiếp tục. Sẽ đi bắt ốc sên tiếp nha các bạn. Ngay đây có một con ốc sên mèo đen nè các bạn. Đó, thấy chưa. nghe tiếng nào. Con ốc sên mèo đen nè các bạn. Đó. Cái đầu nó đây nè các bạn. Đó. Kịp tè luôn. Mèo kịp cái tè của mình vô trong đó luôn nè các bạn. Đi đâu mà vội màu vàng các bạn à. Cho vô vỏ luôn nha. Lì quá trời lì luôn rồi. Rồi tiếp tục. Mình sẽ đi bắt
Những chú Úc Sên lạc bầy đang đi đây 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 đây. Ồ, ngay đây có con nữa nè các bạn. Đó, thấy chưa? Con này con Úc Sên mè nâu nè các bạn. Đó, đang đi đâu đây? Đụng mới đụng chút xíu anh tụt vô rồi các bạn. Đó. Wow, lì lộn đây. Ha, cho vô vỏ luôn các bạn. Ồ, bây giờ nhiều Úc Sên quá rồi các bạn ơi. Wow, Úc Sên mè xanh lá cây nè, Úc Sên mè đỏ nè, Úc Sên mè nâu nè. Rồi tiếp tục mình đi bắt tiếp Úc Sên nha các bạn. Những chú Úc Sên còn lại nữa nè, ở đâu nó đi đâu rồi? Oh, wow, ngay chỗ đây có một con Úc Sên này đó các bạn, mà không thấy cái đầu nó đâu ta. Wow, nó chưa lòi đầu ra các bạn, nó vừa ấy đầu ra đó, cho vô vỏ luôn nè. Rồi đi tiếp bạn ơi. Không, ngay chỗ đây có một con Úc Sên mè gì đây các bạn. Đây có một con Úc Sên mè đen này các bạn. Đó, màu đen nè, cho vỏ luôn các bạn, nhiều quá đâu. Con Úc Sên mè nâu, con Úc Sên mè nâu. Con Úc Sên mè nâu đi đâu đây? Con Úc Sên mè nâu đi đâu đây? Cho vô vỏ luôn các bạn. Rồi tiếp tục. Ồ, mình có con, chỗ đây có con Úc Sên mè đỏ này các bạn. Con Úc Sên mè đỏ này dạo nữa nè, đó đó đó, nó lòi đầu ra nè các bạn. Ồ, lò tụt đầu vô rồi bạn. Lì lộn nè, những chú Úc Sên mè đỏ nè. Rồi, bây giờ có nhiều Úc Sên quá rồi các bạn ơi.